tại sao đã đồng ý kết hôn với ma cà rồng Edward, nhưng Bella vẫn thích thú ôn ấp Jacob và còn hôn chùn chụt anh chàng người sói sáu múi. Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie và series The Twilight Saga Trạng Vạng, tiếp nối thành công của hai phần phim đầu tiên. Phần phim thứ ba của series Trạng Vạng có tên Nhật Thực được ra mắt vào năm 2010, tiếp tục gặt hái thành công với doanh thu 698 triệu đô so với 68 triệu đô kinh phí bỏ ra. Số đổ hai kỷ lục, doanh thu cho ngày đầu tiên của Hiệp sĩ Bóng Đêm và doanh thu xuất chiếu nửa đêm của Harry Potter và Hoàng tử Lai. Ở phần trước, Bella bị ám ảnh với tuổi già, khi Edward mãi mãi tuổi 17, cô không ít lần bày tỏ khao khát trở thành ma cà rồng, nhưng đều bị Edward từ chối, anh còn dứt áo ra đi, mặc kệ Bella tổn thương. Trong những ngày đau khổ đó, Bella may mắn có được Jacob, cậu em trai sáu múi, ngon từ thịt, ngọt từ xương, giúp cô giải khuây. Chỉ một thời gian ngắn, hai người đã dành tình cảm đặc biệt cho đối phương, trên tình bạn, dưới tình yêu. Bấy giờ, Jacob nhận ra bản thân là người sói, còn Edward và gia đình nhà Cullen là ma cà rồng nên quyết định rời bỏ Bella. Bị Jacob bỏ rơi, Bella đã nhảy từ vách núi xuống biển, may mà Jacob kịp thời cứu cô. Trong khi đó, Alice với sức mạnh tiên tri thấy trước được cảnh Bella nhảy xuống vách đá, vô tình khiến Edward hiểu nhầm Bella đã chết. Anh quyết định tới Ý, gặp gia tộc Volturi để tự sát. Biết được sự việc, Bella cùng Alice vội đuổi theo ngăn cản. Tuy nhiên, nhà Volturi không phải những kẻ tầm thường, họ toàn giết Bella vì cô đã biết quá nhiều về ma cà rồng. Rất may, Alice kịp thời tiên tri thấy Bella sẽ trở thành ma cà rồng, nhờ đó tất cả được tha mạng. Trở về nhà, Bella hạnh phúc bên Edward, nhưng vẫn không quên yêu cầu được biến đổi thành ma cà rồng. Cuối cùng Edward cũng đồng ý, với điều kiện hai người sẽ kết hôn. Chuyện tình tay ba giữa Bella, Edward và Jacob sẽ ra sao? Victoria sẽ trả thù bằng cách nào? Video này mình sẽ tóm tắt toàn bộ phần phim Trạng Vạng thứ ba, Nhật Thực. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe bằng nút chuông bên cạnh và cùng mình bắt đầu ngay thôi nào. Trong đêm mưa vắng, chàng trai Riley đột nhiên bị một bóng đen tấn công. Cậu vô cùng hoảng sợ, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng bóng đen kia không buông tha mà nhào tới, để lại trên tay cậu một vết cắn khiến cậu đau đớn tột cùng, không ngừng gào thét. Trải qua rất nhiều biến cố, Bella và Edward đã thỏa thuận. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ kết hôn và biến đổi Bella thành ma cà rồng. Trong thời gian chờ đợi, cô vẫn tranh thủ giao lưu với Jacob trước khi trở thành hai loài đối địch. Bấy giờ, Charlie và giới cảnh sát đang đau đầu vì những vụ án mất tích giết người, bao gồm cả sự mất tích suốt gần một năm của Riley. Trước ngày tốt nghiệp, Edward đưa Bella tới gặp mẹ cô, hy vọng Bella vương vấn tình cảm và cuộc sống con người mà từ bỏ ý định trở thành ma cà rồng. Bella rất cảm động và tiếc nuối, nhưng không vì thế mà cô thay đổi suy nghĩ. Cuộc đời chẳng còn gì đáng giá hơn việc biến thành ma cà rồng bất tử, sống cuộc đời trẻ đẹp bên chàng soái ca Edward. Trong khi đó, Victoria, bạn gái của tên ma cà rồng James, kẻ đã bị Edward và gia đình Cullen tiêu diệt ở phần 1, đã trở lại. Thì ra, cô ta vẫn quanh quẩn quanh thị trấn Fork để chuẩn bị kế hoạch báo thù hoàn hảo. Alice đã tiên tri thấy. Vì vậy, nhân dịp Edward dẫn Bella đi gặp mẹ, gia đình Cullen bắt đầu hành động. Chỉ chờ Victoria xuất hiện, cả nhà không ngừng truy đuổi, suýt chút đã có thể tóm được cô ta. Nhưng Victoria nhảy qua lãnh thổ của người sói, khiến cả ma cà rồng và người sói cùng truy đuổi. Cô ta không ngừng khiêu khích cả hai bên. Kết quả, người sói quay sang tấn công gia đình nhà Cullen. Nhờ đó, cô ta đã kịp chạy thoát. Hôm sau, Jacob đến trường cảnh báo Edward về việc xâm phạm lãnh thổ. Nhờ đó, Bella mới biết về việc xuất hiện của Victoria. Cô quyết định lên xe Jacob, ôm meo trai trẻ phóng đi. Tại nhà của Sam, Jacob bị bầy sói trêu chọc về việc nhớ nhung Bella đến phát điên. Họ cũng mới có thêm thành viên mới, trong đó có Lia. Jacob cảm thấy mệt mỏi trước mối tình tay ba của Sam, Emily và Lia. Vì trong đàn sói, có thần giao cách cảm, họ có thể cảm nhận được suy nghĩ, cảm xúc của nhau. Và cậu thì cũng đang trong mối quan hệ tương tự với Bella cùng Edward. Jacob không ngừng khuyên ngăn Bella biến đổi, bởi ma cà rồng là loài máu lạnh, thậm chí không còn là sinh vật sống. Trong cơn kích động, cậu buột miệng nói rằng thả Bella chết đi còn hơn.
hoàn toàn thất vọng, Bella chán nản bỏ đi. Tại nhà cô, Rayleigh đang bí mật đột nhập. Rõ ràng hắn đã biến thành ma cà rồng, với ánh mắt sắc lạnh và làn da trắng bệch. Hắn lục tung từng đồ vật, cầm áo cô ra khỏi phòng và bắt gặp Charlie đang ngủ. Rất may Bella đã về kịp. Charlie và Bella đều không thấy có gì bất thường, nhưng Edward đã nhanh chóng có mặt vì ngửi thấy mùi của ma cà rồng trong nhà. Vì sự an toàn của Bella, anh mang cô về nhà mình thảo luận. Kẻ đột nhập có mục đích rõ ràng, vì nếu không Charlie đã chết rồi. Phải chăng hắn là người của Victoria, hoặc do gia tộc Vunturi cử tới? Nhưng Elise không thể tin chi được hắn tới từ đâu. Cả nhà chỉ còn cách chia nhau bảo vệ gia đình Bella. Rosalie chẳng hề mặn mà, vì kết quả của kế hoạch bảo vệ trước là thất bại thảm hại. Bella cũng phản đối, vì gia đình Cullen còn phải truy đuổi Victoria, tìm gã đột nhập và kiếm thức ăn. Do đó, cô quyết định nhờ Jacob và những người sói hỗ trợ, có cùng mục tiêu bảo vệ Bella, tiêu diệt Victoria. Do đó, người sói và ma cà rồng đã đồng ý hợp tác. Tất nhiên, mối quan hệ giữa Bella, Edward và Jacob vì thế càng thêm rắc rối. Bella vừa phải hôn Edward, ngay sau đó đã phải ôm Jacob, thật vô cùng vất vả. Hôm đó, Bella được Jacob mời tham dự cuộc họp của hội đồng gia tộc sói. Tại đây, tộc trưởng Billy, bố của Jacob, đã kể về nguồn gốc mối hận thù giữa người sói và ma cà rồng. Hóa ra, từ xa xưa, họ đã là những chiến binh mạnh mẽ, mang trong mình dòng máu phép thuật có thể hóa sói. Cho tới một ngày, một ma cà rồng khát máu xuất hiện giết hại dân làng. Rất nhiều người sói đã hiện nguyên hình, xé xác và thiêu chết hắn ta. Nhưng hắn không chỉ có một mình, vợ của hắn đã tới để trả thù. Bấy giờ, chỉ còn một mình tộc trưởng có thể hóa sói. Ông nhào tới tấn công, nhưng bị mộ ta dễ dàng khống chế. Trong giây phút nguy hiểm, vợ của tú trưởng đã dũng cảm dùng dao tự sát. Máu của bà tuôn ra, thu hút sự chú ý của ma cà rồng. Nhân cơ hội đó, vị tộc trưởng đã tiêu diệt ả ta, cứu sống cả bộ tộc. Kể từ đó, người sói và ma cà rồng trở thành kẻ thù truyền kiếp. Mỗi khi ma cà rồng xuất hiện, dòng máu sói sẽ trỗi dậy trong các thành viên của bộ tộc. Hiện tại, rất nhiều người có thể hóa sói, chứng tỏ mối nguy khủng khiếp đang trực chờ. Trong khi đó, tại thành phố, rất nhiều vụ mất tích và án mạng được báo cáo. Hóa ra, Rayleigh đang không ngừng biến đổi con người thành ma cà rồng. Thông qua tin tức, gia đình nhà Cullen nhanh chóng dự đoán có kẻ đang xây dựng một đội quân ma cà rồng mới sinh. Edward cho rằng gia tộc Vunturi đứng sau mọi chuyện vì muốn có được anh và Alice. Quả thật, nhà Vunturi đã biết mọi chuyện, nhưng Jane quyết định cứ mặc kệ đám ma cà rồng mới sinh kia để kiểm tra sức mạnh của nhà Cullen. Những ngày tiếp theo, Edward vẫn không ngừng khuyên Bella đừng biến đổi thành ma cà rồng. Cô cũng rất chăn trở vì khi biến đổi, cô phải đối mặt với việc mất đi cha mẹ, bạn bè và cả Jacob. Cô còn mất đi hơi ấm, thậm chí có thể cả mùi hương mà Edward đang mê đắm. Về phần Jacob, cậu quyết định tỏ tình và tin Bella cũng có cảm xúc với mình. Để chứng minh, cậu cưỡng hôn cô và ăn ngay một cú đấm. Tuy nhiên, do cơ thể rắn như đá của người sói đã khiến Bella bị thương. Biết chuyện, Edward vô cùng tức giận, xém chút đã có màn ẩu đà. Cũng may, Bella và Charlie kịp thời ngăn cản. Tại nhà Cullen, Bella được băng bó và có cuộc trò chuyện với Rosalie. Thực ra, chị không hề ghét Bella, mà chỉ đặc biệt không ưa cô. Vì Bella suốt ngày ao ước trở thành ma cà rồng, Rosalie cũng ghen tị với Bella vì cô có quyền lựa chọn. Nhưng đảm bảo, Bella sẽ hối hận vì quyết định trở thành ma cà rồng. Thì ra, chị cũng từng có cuộc sống hạnh phúc với mong muốn kết hôn và sinh con. Thế nhưng, Rosalie đã bị chính bạn trai và đám bạn của anh ta cưỡng hiếp rồi sát hại. Bọn chúng đã bỏ đi vì nghĩ rằng chị đã chết. Chính bác sĩ Kaleo đã biến đổi cứu sống chị. Sau màn trả thù, Rosalie vẫn cảm thấy chán ghét cuộc sống. Kể cả khi có Emmet ở bên, chị vẫn buồn vì không bao giờ có đủ cuộc sống của con người, không thể có con hay già đi. Rosalie cũng cam đoan khi Bella biến đổi sẽ có thứ cô cần hơn cả tình yêu, đó là máu. Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Elise tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả bạn bè đến tham dự. Jacob cùng các bạn sói cũng tới xin lỗi Bella và tặng cô một chiếc vòng tay. Bấy giờ, Elise tiên tri thấy đội quân ma cà rồng mới nhú sẽ đến trong 4 ngày tới. Bella là mục tiêu vì chúng truyền nhau mùi của cô qua chiếc áo. Kẻ cầm đầu chính là Rayleigh. Ma cà rồng mới nhú sẽ có sức mạnh khủng khiếp nhất. Chắc hẳn sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra. Để đảm bảo an toàn, gia đình Cullen
tiếp tục nhờ đến sự giúp đỡ của người sói. Họ hẹn nhau vào rừng luyện tập. Jasper, với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với ma cà rồng mới nhú, hướng dẫn từng người cách chiến đấu. Hóa ra, cậu từng là thiếu tá, trẻ nhất trong thời nội chiến Mỹ. Hôm đó, cậu vô tình bắt gặp ma cà rồng Maria và bị cô ta biến đổi. Maria rất thông minh và thận trọng. Nhờ góp sức của Jasper, cô ta đã xây dựng một đội quân ma cà rồng mới nhú. Tuy nhiên, Maria yêu cầu không ai được sống quá một năm. Chính tay Jasper phải sát hại đám ma cà rồng đó. Cậu đã bị tình yêu dành cho Maria che mắt, trở thành con rối của cô ta. Chỉ tới khi gặp được Alice, cậu mới hiểu ra đâu mới là tình yêu đích thực. Câu chuyện của cậu thật giống với hoàn cảnh của Riley. Chắc hẳn hắn ta cũng đang bị tình yêu mù quáng che mờ mắt, và người đứng sau mọi chuyện chính là Victoria. Bella đã đoán được điều đó. Cũng vì thế, Edward không đồng ý để Bella mạo hiểm trở thành mồi nhử. Họ quyết định để mùi của Bella ở bãi đất trống, dụ đám ma cao dòng mới nhú tới. Còn Jacob bế Bella lên núi, dùng mùi đậm đặc của người sói át mùi cơ thể cô. Edward cùng Bella sẽ có một đêm cắm trại thân mật trên đó. Trong khi thử nghiệm, Jacob và Bella không ngừng thả thính, đớp thính. Jacob đã thỏa hiệp với mong muốn biến đổi của cô, nhưng cũng gợi ý về mối tình tay ba hòa thuận, bởi cậu biết cơ thể cô có phản ứng mỗi khi hai người gần gũi. Đêm ấy, Bella qua nhà Edward ngủ. Bấy giờ, cả nhà Cullen đều đã đi săn, chuẩn bị sinh nực. Chỉ có Bella và Edward ở nhà. Anh đã mua một chiếc giường để giúp cô thoải mái hơn. Trong không gian ấm cúng, hai người bắt đầu hôn hít. Nhưng Bella muốn nhiều hơn, tay cô với ra, cởi đồ của Edward và muốn được quất tơi bời. Cô hy vọng được trải nghiệm mất jean khi vẫn là con người. Tuy nhiên, Edward rất cổ hủ, anh không đồng ý việc quất nhau trước khi cưới. Thay vào đó, anh quỳ xuống cầu hôn cô với chiếc nhẫn quý giá của mẹ mình. Trong khi ấy, bằng tình yêu giả tạo, Victoria đã khiến Riley tin rằng cuộc chiến với gia đình Cullen nhằm chiếm địa bàn. Hôm sau, đội quân ma cà rồng mới nhú bắt đầu hướng về thị trấn Fork. Tranh thủ thời gian, Bella bôi máu mình lên cây cối để thu hút chúng, rồi được Jacob bế một mạch lên đỉnh núi, nơi Edward đang đợi sẵn. Tối đó, khi hai người cắm trại hú hí, thì bão tuyết ập tới, khiến Bella lạnh run cả người. Edward chẳng thể giúp được gì, vì cơ thể của anh cũng lạnh như băng. Anh đành chấp nhận để Jacob dùng cơ thể 6 múi, 42 độ C, sưởi ấm cho Bella. Rõ ràng, Bella rất thích bộ ngực ấm áp của cậu. Trong khi cô ngủ, hai người đàn ông có thời gian tâm sự. Jacob vẫn tin tưởng Bella đang yêu cả hai người cùng một lúc. Dù Edward không thể đồng ý, anh cũng hy vọng Bella sẽ từ bỏ mong muốn trở thành ma cà rồng. Tuy nhiên, anh không ép buộc Bella gì cả, mà để cô tự đưa ra lựa chọn. Anh có thể làm mọi việc để Bella hạnh phúc, kể cả việc chấp nhận cô chọn Jacob chứ không phải anh. Sáng hôm sau, Seth đến thay ca cho Jacob. Trong khi trò chuyện, Edward khơi ra việc kết hôn của hai người, khiến Jacob nghe được và vô cùng tức giận bỏ đi. Thấy vậy, Bella mặc kệ Edward mà đuổi theo. Cô sợ rằng với cảm xúc tồi tệ hiện tại, cậu sẽ chết khi chiến đấu. Để giúp Jacob bình tĩnh hơn, cô yêu cầu cậu hãy hôn mình. Hai người hôn nhau ngấu nghiến, đây chẳng phải tình yêu hay sao? Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần đọc suy nghĩ của Jacob, Edward đã biết được mọi chuyện. Tới giờ, Bella đành thú nhận, cô cũng yêu cả Jacob, nhưng yêu Edward nhiều hơn. Đội quân ma cà rồng mới nhú đã tới. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nhờ tập luyện cùng sự giúp đỡ của người sói, gia đình Cullen nhanh chóng chiếm ưu thế. Bằng thần giao cách cảm của bầy sói và khả năng đọc suy nghĩ của Edward dù ở xa, anh vẫn cập nhật được tình hình. Tuy nhiên, Bella mới là mục tiêu của Victoria. Cô ta cùng Riley đã tìm đến. Edward cố gắng giải thích cho Riley rằng hắn đang bị Victoria lợi dụng, nhưng Riley hoàn toàn bỏ ngoài tai. Bất ngờ, người sói Seth nhào tới cắn cụt một tay hắn ta.
Thấy vậy, Victoria vội bỏ chạy. Edward gọi giật ả lại, vì đây là cơ hội trả thù tốt nhất của ả. Anh không ngừng khiêu khích, buộc Victoria nhào tới chiến đấu. Trong cơn giận dữ, ả nhanh chóng bị Edward khống chế. Nhưng Rayleigh đã thoát khỏi người sói, chạy đến hỗ trợ. Edward rơi vào thế yếu, chuẩn bị bay màu. Trong giây phút nguy kịch, Bella nhớ tới câu chuyện về vợ của tộc trưởng người sói. Cô tự rạch tay mình chảy máu, thu hút sự chú ý của hai tên ma cà rồng. Nhờ đó, Edward mới thoát thân. Rayleigh bị người sói kéo đi, hắn không ngừng cầu cứu. Victoria! Nhưng Victoria chẳng hề quan tâm, tiếp tục xông vào đánh nhau với Edward, để rồi bị anh cắn chết. Dưới chân núi, gia đình Kylan đã tiêu diệt đám ma cà rồng mới nhú, song vẫn còn một tên bất ngờ chạy ra tấn công để bảo vệ Lia. Jacob chạy đến hỗ trợ rồi bị bẻ gãy xương ngực. Sau khi xé xác tên ma cà rồng kia, đám người sói vội đưa cậu về nhà. Trong khi đó, gia đình Kylan phải đối mặt với gia tộc Vunturi. Rất may, bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của người sói. Tuy nhiên, gia tộc Vunturi rất cứng rắn khi phát hiện một ma cà rồng mới nhú. Dù cô bé đã đầu hàng và được gia đình Kylan bảo vệ, nhưng Jean quyết định giết chết cô ta trước khi rời đi. Tối đó, Jacob được chính tay bác sĩ Kaleo chữa trị. Dù đã qua cơn nguy kịch, Jacob vẫn vô cùng đau đớn. Cậu tiếp tục khẳng định mình là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời Bella. Và dù có bị thương nặng hơn đi nữa, cậu vẫn thấy xứng đáng khi có thể chứng minh Bella cũng yêu mình. Tuy nhiên, tình yêu đó không đủ để Bella từ bỏ mong muốn trở thành ma cà rồng. Khi cô rời đi, Jacob thú thật, dù cô có biến thành ma cà rồng, cậu vẫn sẽ yêu cô. Bộ phim kết thúc với khung cảnh lãng mạn của Bella và Edward. Cô đã giao toàn bộ việc chuẩn bị tiệc cưới cho Alice, và thú thật, quyết định trở thành ma cà rồng không hoàn toàn vì tình yêu dành cho Edward, cũng không phải vì lựa chọn giữa anh và Jacob. Nguyên nhân thực sự là do cô muốn sống cuộc đời mạnh mẽ và đặc biệt. Rõ ràng, Bella yêu cuộc đời bất tử, trẻ mãi không già. Cô sẽ trở thành ma cà rồng hay sẽ thay đổi quyết định vào phút chót? Hãy tiếp tục đón xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện tại Nagi Movie nhé. Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ phần thứ 3, nhật thực của series Trạng Vạng. Bạn nghĩ sao về tập phim này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nagi Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Il ne parle que du bon Dieu.